Chào anh em nhé, hôm nay thì mình sẽ đi kiếm cái tổ chim chào mào. Đây, con chào mào nó bay từ bên cái cây bên này sang đây, nó đang đứng này các bác. Đấy, con chào mào trống này rất đẹp. Đấy, thì đây là cây xi các bác nhé. À, thì để giới thiệu các bác, đó là cái con chào mào nó hay làm tổ ở những cây xi, cây xanh, cây nhãn. Nói chung là cây, những cây nào mà nó hơi chậm rạp một tí và nó có những cái cành nhỏ chưa chĩa lên thì nó làm cái tráng để nó làm tổ các bác nhé. Đấy, thì cái cây bên này rất cao, thì cây bên này chắc chắn có tổ rồi. Thì kế bên đây nó có một cái cây nữa các bác ạ. Đây, cái cây này là cây, cũng là cây xi, nhưng mà cây xi này nó thấp hơn các bác ạ. Đấy, thì em vừa đi ra đây thì cặp chào mào nó bay từ bên này sang. Đấy, và có một cặp nó bay từ bên kia sang bên kia, nó đứng bên kia nó hót các bác. Đó, đang hót ở bên kia. Đấy, thì bây giờ làm sao để chúng ta đi tìm chủ chim chào mào mà nó biết được nó có cây nào nó có tổ chào mào, cái tỷ lệ nó có như là nhiều. Đó, thì chúng ta quan sát nhé. À, chúng ta kiếm những cái chỗ nào mà nó yên tĩnh và cây xi, như tôi vừa nói, cây xi, cây xanh hoặc là cây nhãn, cây nào mà có những cái cành nhỏ nó chĩa lên để nó làm, nó gác được rác lên, nó làm tổ, đặc biệt là những cái xanh, cây xi như này nhá, cây nhãn đấy. À, và quan sát có cái đến mùa sinh sản này thì cặp chim nó hay cặp nhau đi một đôi. Các bác quan sát là nếu mà nó hay đứng ở trên cái cây đó, nó con trống nó hay đứng trên ngọn cây nó hay hót đấy, mà chúng ta ra thường xuyên chúng ta thấy hay nó đứng hay hót ở đó thì cái tỷ lệ nó làm tổ ở cây đấy là cực kỳ lớn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quan sát xem là cặp chim này nó sẽ hay đứng ở đấy không đó, và khi ta tới thì nó phản ứng như thế nào. Thì bây giờ đặt giả thiết ta đi kiếm cái tổ chim chào mào, tôi phát hiện ra một cái khu vực nó có một hai cặp chim nó hay đứng ở cây đấy, nó hay hót các bạn. Đấy, thì cái tỷ lệ nó làm tổ đấy rất là lớn nhá. Như cái cây này chẳng hạn, đấy tôi thấy quan sát ở cái cây xi này này, nó có một cặp chim thường xuyên đứng đây nó hót, còn nó đứng ngay trên ngọn cây cao nó hót này. Đó, thì cái tỷ lệ nó làm tổ trên những cái ngọn cây, cái cành chĩa lên cao cao này là rất là lớn này. Đấy, có thấy nó hót không? Đấy, thì bây giờ ta phát hiện được con chim hay đứng rồi, ta phát hiện cái cây có thể nó làm tổ rồi, thì bây giờ chúng ta phải đi kiếm tổ. À, và khi đã kiếm được tổ rồi thì ta lại phải xem được cái tổ con chim chào mào á, nó mới làm hay nó mới làm, đang chuẩn bị làm, đã đang làm tổ á, rác á, hay là nó đang ấp, hay là nó đang nuôi con. Thì cái tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến cái vấn đề là con chim nó đang chuẩn bị đẻ hay nó đang ấp hay nó đang nuôi con, để chúng ta canh cái thời gian để chúng ta bắt con nó nhé. Thì vì sao lại vậy? Thì khi mà chúng ta đi tìm cái tổ chào mào này mà chúng ta không có kinh nghiệm, mà thứ nhất là kiếm hơi khó, thứ hai là kiếm được ra rồi chúng ta thấy cái tổ chim nó nằm ở trên những cành cao kìa, và những cái thế mà chúng ta trèo lên mà chúng ta không có thể nghé được. À, mà bắt buộc chúng ta phải kéo cành cây xuống, hoặc là chúng ta làm cái gì đó, làm cái tổ nó bị xê dịch, của cái cành cây nó bị gãy, thì cái đó xảy ra cái hiện tượng là khi con chào mào hay bất kể một loại chim khác đang làm tổ hoặc đang ấp mà nó chỉ cần tổ nó xê dịch hoặc là nó gãy cành cây đó, nó có động gì tĩnh gì đó sai lệch với cái tổ nó cái, thì các bác đã biết là con chim nó sẽ bỏ tổ, kể có trứng nó bỏ đấy. Thế chính vì vậy thì bây giờ làm kiểu gì, cách nào mà để ta phân biệt được là khi chúng ta phát hiện ra là có cặp chào mào đây làm tổ ở đây mà tổ nó có rồi, thì chúng ta biết là nó đang đẻ chưa, hay là đang ấp, hay là đang nuôi con, thì đó có cực kỳ quan trọng trong quá trình để chúng ta kiểm tra cái tổ nhá. Nếu như tổ chúng ta bình thường mà chúng ta có thể dễ quan sát được cành lớn ta, thì đi nhẹ nhàng chúng ta coi, chúng ta xem, chúng ta đừng có sờ vào nó, thì đó là những cái cây tổ chúng ta kiểm tra được. Có những cái tổ nó nằm những cành cây rất là cao ở trên đó, bắt buộc các bác phải can thiệp vào thì nó có thể gãy cành, có thể sai lệch vị trí tổ nhá, thì nó sẽ bỏ. Thì vậy bây giờ chúng ta dựa vào cái gì để chúng ta biết được cái con chim nó đang ở cái thời điểm nào, nó đang cắp rác làm tổ, hay là nó đang ấp, hay là nó đang nuôi con đấy. Thì đây là cái kinh nghiệm của em đi tìm cái tổ chim chào mào nói chung, và cái một số các loại tổ chim làm tổ khác nha các bác nhé. Thì bây giờ khi chúng ta phát hiện ra là nó đã đang có cặp đang làm tổ chim ở đây, và chúng ta đã phát hiện ra là nó đang có cái tổ trên cây này chẳng hạn nhé, thì bây giờ chúng ta tới cây, hoặc chúng ta đứng gốc, hoặc chúng ta trèo lên cái cây một tí đấy, con chim chào mào nó sẽ phát hiện ra con người. Thì dựa vào cái biểu hiện của con chim chào mào để ta biết được cái tổ đấy nó đang làm tổ, hay đang đẻ, hay là đang ấp, hay đang nuôi con nhé các bác nhé. Đấy, thì bây giờ đặt trường hợp thứ nhất, con chim nó đang cắp rác làm tổ, thì khi chúng ta tới gần cây, chúng ta quan sát thấy nó đang ở trên cây đó, chúng ta tới rồi nó nhìn phát hiện cho chúng ta đúng không, nó sẽ bay đi. Con chào mào nó chắc chắn cặp đấy sẽ bay đi, nó bay sang cây khác, bay sang một vị trí khác, nó đứng nó hót đó, và có thể rất lâu nó mới quay lại.
và nó không giữ, nó chỉ đứng bay đi thôi. Đấy. Thì đó là cái tỷ lệ là báo hiệu cho chúng ta là con chim nó đang làm tổ, nên chúng ta tới là nó bay đi thôi. Còn trường hợp thứ hai nó đang ấp thì cái đang ấp chúng ta lại trèo lên cây, nó phát hiện ra thì nó sẽ bay cái càng cây gần cạnh, nó sẽ hót và nó đứng, nó quan sát chúng ta nhé. Đấy, nó xem để nó giữ trứng đó. Thì là cái trường hợp thứ hai là nó đã đang ấp, thì có trường hợp là nó sẽ giữ hơn là cái trường hợp nó đang làm tổ cái là mình nó phát hiện ra người cái là nó bay đi ngay, bay đi xa luôn, mà lâu lâu nó mới quay lại. Nhưng nó đang ấp thì có thể là nó sẽ bay sang cái cây rất là gần ngay quanh cạnh đó, vì giả thử nó cây này nó sẽ bay sang cái cây bên đây, nó đứng nó quan sát xem như thế nào, và trong vòng nửa tiếng khoảng 15-20 phút gì đó nó lại bay quay lại để nó kiểm tra tổ và nó ấp. Thì đó là cái biểu hiện thứ hai là con chim nó đến, là con chim nó kêu và nó bay ra cái cây khác gần hơn, và nó trong vòng thời gian ngắn nó lại quay lại, thì đó là nó đang ấp nha các bác nhé. Còn trường hợp đầu tiên là nó sẽ bay đi xa luôn, nó lâu lâu quay lại thì nó đang làm tổ các bác nhé. Còn trường hợp thứ ba mà chúng ta trèo lên gần tổ nó hoặc là đến gốc cây của nó mà có cặp chim nó cứ bay đi bay lại, nó bay sang cây bên kia rồi nó bay sang cây bên cái chỗ nó làm tổ, nó cứ kêu ríu rít đi, nó kêu đó, thì cái tổ đó 100% là nó đang nuôi con các bác nhé. Đó, nghĩa là nó đang giữ con. Khi nó phát hiện ra có người có động tĩnh là chúng ta trèo lên cây cái là nó cứ bay trên đầu, nó bay sang cây này, bay sang kia, truyền trên cành, nó cứ kêu, nói chung là kêu ríu rít. Nhưng nó muốn bảo vệ con thì chúng ta khẳng định được đến 9%, 100% là trong cái tổ nó đã, chim nó đã nở. Đó, thì với cộng thêm mới quan sát nữa, chúng ta lại nếu mà kỹ nữa chúng ta lại đi xuống, chúng ta ngồi một chỗ nào kín một tí, chúng ta quan sát. Nếu nó đang nuôi con thì trong vòng 15-20 phút thì nó chim bố mẹ nó lại phải cắp mồi về một lần. Đấy, nó cắp mồi về lần thì chúng ta quan sát, nếu con chim cộng với như ta vừa nhận biết đó là khi chúng ta trèo lên cây cái là nó ríu rít, nó kêu. Đấy, nó như muốn đuổi chúng ta đi để nó giữ con nó đó. Đấy, và chúng ta sẽ quan sát thêm mà nó cắp mồi vào thì 100% nhé. Thì là cái cặp trào mào nó đang nuôi con. Thì đó là ba cái biểu hiện cụ thể để chúng ta đi tìm cái chủ trào mào. Giả thử những cái cây như thế này, nó tổ nó làm tít ở trên cái cành xa xa kìa, thì bây giờ để kiểm tra nó rất khó, mà chúng ta lại chưa biết là nó đẻ chưa, hay nó đang ấp, hay nó mới làm tổ, hay là nó đang nuôi con, thì dựa vào ba cái biểu hiện như tôi vừa nói các bạn nhé. Đấy, nếu mà nó trèo lên như thế này mà cặp chim nó cứ ríu rít trên đầu, nó cứ bay bay lại, nó kêu ầm lên, chắc chắn là có con. Còn trường hợp như thế này nhá, đặt trường hợp cụ thể như thế này, tôi quan sát ở trên cái cây này có một cặp chim nó đứng đây vài ngày kêu hót nhiều, tôi khẳng định là khả năng là nó có tổ nhiều, mà tôi tới nó bay đi chỗ khác. Đấy, thì theo phán đoán của tôi thì cái tổ chim này bắt đầu nó đang làm tổ, nó làm, khả năng nó đang làm chưa đẻ. Chứ nếu nó ấp thì nó sẽ có biểu hiện như vừa tôi vừa nói, hoặc nó nuôi con thì sẽ khác các bác nhá. Thì đây, những con trào mào thì nó hay làm ở những cành nó chĩa ra, của cành cao lên một tí, và nó có những cái chãng cây các bác ạ. Đấy, để nó giữ cái tổ. Để em trèo lên cây này nha các bác nhé. Đấy, đây, nếu các bác có nhìn thấy không, em zoom lại, đây trên đây có một cái tổ của chim trào mào đây. Đấy, nó nằm ở cái cành rất là xa ngoài, cành nhỏ như này. Đấy, các bác nhìn thấy cái tổ không, em zoom lại nhá. Đấy, đấy các bác, tổ, cái tổ trào mào rất dễ biết, nó làm bằng rác, bằng lá, và đặc biệt nó có hai cái giấy bóng, túi ni lông á. Đây, đấy, các bác nhìn rõ chưa, nó nằm dưới khe cành này. Đây, tổ đây, đây là tổ chim trào mào. Thế có thể trên một cây nó có làm hai tổ, nhưng mà có thể là nó chỉ có một đôi nó làm tổ thôi, có thể nó làm một cái tổ giả nữa. Đấy, các bác thấy nó, con chim nó bảo vệ tổ đấy, nó tới mình trèo lên cây mà nó vẫn bay về cây này. Hả, các bác thấy không, có em quan sát trên cái ngọn cây kia nữa, ngọn trên cây cao kìa, cũng có một cái tổ nữa kìa. Đấy, các bác nhìn thấy không, tít trên cành cao kìa. Đấy, trên này nó cũng đang cắp rác đây này. Thì một trong hai tổ này thì nó sẽ đẻ, nếu mà không ai đụng vào nó sẽ đẻ, nó sẽ nở con, là mình sẽ bắt mình nuôi con cho các bác nhé. Đấy, thì vậy đặt ở cái vị trí như thế này, cái cành nó rất xa, nó rất cao này, thì nếu mà chúng ta không phân biệt được, không nhận biết được con chim nó đang làm tổ, nó đang ấp hay là đang nuôi con, mà bây giờ vô tình mà như thế này thì em không trèo ra được, mà em bắt buộc em phải lấy cái gì, em kéo cái cành cây nó vào, hoặc em can thiệp nó vào thì nó sẽ bị gãy cành cây hoặc xê dịch cái tổ.
thì cái tổ chim này nó sẽ bị khác. Con chim tí nó bay về nó sẽ kiểm tra cái tổ mà thấy nó tổ đụng, có người đụng vào hoặc gãy cành cây xung quanh tổ nó sẽ bỏ ngay các bác nhá. Rất là phí thì chúng ta lại không có một cái tổ cho mào. Và chính vì vậy chúng ta sẽ dựa vào cái đặc điểm như tôi vừa chia sẻ với các bác nhé. Đó, thì bây giờ em đi xuống để con chim nó về nó làm tổ nó đẻ. Đó, nó 100% là tổ cho mào nó làm ở đây rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta chờ đợi nó thôi. Với cái trường hợp như thế này, khi ta kiểm tra tổ chó mào như thế này mà nó đến bố mẹ nó bay đi, nó không giữ như kiểu mà tôi vừa phân tích á, thì chưa có con, có thể trường hợp này chuẩn bị đẻ hoặc là đang bắt đầu đẻ, thì chúng ta tuyệt đối không được nên sờ vào tổ nó nhé các bác nhé. Thì để video sau em sẽ để vài ngày nữa cho nó con chim này nó đẻ trứng rồi nó ấp nó nở, em sẽ canh cái thời điểm nó nuôi con và mình bắt được thì em sẽ quay cái tổ này để em bắt mấy con chim non về nuôi chơi, giao lưu với các bác nhé. Đó, thì bố mẹ nó cũng kêu xung quanh đây này, chim cũng rất là hay. Video này em lại xin được dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Mong chúc các bác đi tìm những cái tổ chim mà thuận lợi và dễ phát hiện ra nhé. Ok nhé. Chào thân ái nhé.